Đầu tiên sếp xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay lên cho em một clip gồm 13 cây hàng công nha mọi người. Thì 13 cây này 13 cây ISO. Giá công khai này ra tầm khoảng 400 đến 600 một cây thôi. Đó. Thì bán lô này bán dạng thanh lý. Có vài cây nó bị lỗi. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người xem hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng những bếp sắp lên đó, anh em cứ gửi về cho sếp nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Thứ nhất mình tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đây, một cây Shimano. Thì cây này là một cây carbon sân ít, cần Shimano 6m3. Phen của nó là phân xích. Đó. Thì có một phen lai nè, phen này lai nè nha. Đó, một phen, hai phen lai, bullshit luôn. Thì phôi đây, phôi dạng sân ít hay da, cần thì có xuất sắc nha. Đó. Thì cây này về cho anh em nào độ lại làm cần tay đó, là rất là đẹp luôn. Phôi thì ok rồi, sáng nhất. Đây, đó, phôi sáng nhất cho mọi người. Thì cần thì shop bán cho anh em, đảm bảo cho anh em là nó không dập lóng, không bể lóng. Đó. Thì có một số cây nó sẽ bị lỗi đồ. Đó. Đây, cần này là sáng nhất nha. Rất là đẹp. Đây, đồ trên đây. Đây, cái phần đọt, tới phần đọt. Đây. Phần đọt thì nó là đọt long phụng. Khúc đây, khúc nối giữa cái sợi thị tinh và cái đọt đây, nó bị rạn keo này mọi người. Đó. Thì anh em nào về chỗ anh em có bán đọt á thì anh em thắp lại đọt này nhé. Đó, nói rõ ràng. Thì phen xít nhá. Đó, cái này bán về cho anh em hạ tay, giá thanh lý cũng rất là mềm. Thì cái này nặng là 280g, đọt 1 ly. Thì giá công khai cái số 1 giá là 500 nha mọi người, 500 cộng ship cái số 1. Đó, giá này cực kỳ mềm mà. Tiếp theo cái số 2. Cây số 2 lên cho mọi người một cây cần nội địa. Thì cây này cũng là cần carbon. Phen ok hết nha mọi người, phen hoàn chỉnh hết, không lỗi. Bát là bát Fuji. Thì cái bát này nó bị mắc cái đầu đẩy lên đẩy xuống rồi. Đó. Thì cây này về cho anh em cũng hạ tay luôn. Đây, phôi nó cũng rất là đẹp luôn. Đó. Thì anh em cần thì mình có thể đi keo lại bát cho mọi người. Đó. Phôi carbon. Đó. Nếu cây này hạ tay nó cứng ra tầm khoảng 2H nha mọi người, cứng ra tầm khoảng 2H thôi. Đó. Cũng khá là mềm. Đó. Cho anh em nào mới tập câu. Đây, cái này là cái chỗ này cũng là cái khúc chốc keo này, chốc keo cái đọt giữa khúc tháp cái sợi ti tinh và cái đọt carbon nha. Đó. Chẳng sao thì báo anh em rõ ràng như vậy. Đó, về neo có thể hạ đọt nè, không thay để về câu cũng được. Đó, phen bát hoàn chỉnh nha, phen hoàn chỉnh, bát nó thiếu cái đẩy lên thế này. Đó, thì cần thì shop lấy trong cái bát khác gửi qua cho. Thì cái này dài là 4m5, nặng là 250g, đọt 1 ly mốt. Rồi, giá thanh lý, cái này 300 nhanh nè, 300. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên mọi người một cây cần của Nissin. Đây, hàng nội địa. Thì cái này dài là 6m3. Đó. Phôi là phôi carbon. Thì góc đây nè, nơi này nó dính keo nha. Cái này dính keo. Đó, có xước xác nè, dính keo nè. Khoan là phen Fuji, mắc đầu bu. Mắc ngay đầu bu luôn nha mọi người. Đó, ngay đầu bu luôn. Đó. Thì anh em nào có bu, gắp bu vô thôi anh em về hạ tay. Đó, tất cả phen đều ok, hoàn chỉnh hết, không lỗi nhé. Đó. Phen là phen Fuji. Thì càng nít xin con em biết rồi, hàng khá là nâng cấp, hàng là đẹp, rất là đẹp, phôi nè, đó, phôi carbon nhá. Thì cái này dài 6m3 nha mọi người, dài 6m3, phôi carbon, rất là đẹp luôn, đó. Đây, đó. Rất là đẹp cho mọi người nhá. Đây, đó. Nóng gần đọt nè, đây, nóng đọt đây, đó. Đọt thì cái này ok nha mọi người, đó. Không lỗi, chỉ có mắc đầu bu thôi. Đó, đó. Sau thì báo anh em rõ ràng như vậy. Thì cái này nặng là 260g, đọt 0.8. Giá công khai cái số 3, giá là 450k nha, 450k cộng ship. Bát của nó là bát Fuji nhé. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần cần Osaka gì nè, đó. Thì cái này đọt số 3 dài 4m5. Thì cái này hoàn chỉnh nha mọi người, không lỗi gì hết. Đó. Phen của nó là phen thường. Phen hãng. Bát hãng. Đó, phôi phôi carbon. Tất cả các lóng ok. Cái này đẹp mới. Đó.
Nói chung thì clip này lên thì quan trọng là thanh lý đây, phôi carbon nhé, tất cả lóng đều đọt đẹp hết nha mọi người. Đây đọt carbon đây, sẵn gần gốc nhé. Ok, rất là ok luôn, ok và mơ. Thì cái này nặng là 272 gram, đọt một ly, đọt một ly 6 nặng. Cái này chắc thu gọn, 103 cm. Rồi giá khai kèo số 4, giá là 400 nha nè, 400k cộng xếp đọt số 3 và 45. Tiếp theo kèo số 5, kèo số 5 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi. Đây một cây Ryobi đọt 1.5, dài 5m3. Thì cây này bát là bát Fuji, màu sơn cũng còn rất là đẹp nè. Đó, có xuất sắc li ti nè. Phen của cái này thì hoàn chỉnh nha mọi người, phen hoàn chỉnh hết, đó, không lỗi. Đó, phen Fuji hết nhé. Thì lóng đây, có xuất sắc nè, lóng này có xuất sắc nè, phôi cũng là phôi cặp con sẵn nha. Đó. Đó. Cho anh em nào về hạ tay, không thể anh em vẫn để câu vẫn bình thường, không lỗi. Đó. Vẫn câu rất là ok, phôi vẫn rất là ok nhé. Phôi carbon ok, sẵn nha, đọt ra đây, đọt nguyên zin nha mọi người, đọt long phụng, đọt thấp, phen ok. Thì cái này nặng là 210 gram, đọt 1 ly, thu gọn 117 cm. Rồi giá ông khai cái số 5, giá là 500 nha mọi người, 500k cộng tiếp. Tiếp theo cây số 6, thay số 6 lên cho mọi người một cây của hàng này, hàng gì ta, Slipper Grip Carbon. Cây này thì em không biết tên luôn. Thì cây này bát của mình là bát Fuji, fan của nó là fan Fuji, fan hoàn chỉnh hết nhân nha mọi người, fan hoàn chỉnh hết, không lỗi. Đó, thì cái này đọt số 3 và 5m4, đọt số 3 và 5m4. Thì phôi ok, phôi là phôi carbon. Đó, đây, phôi carbon nhé. Đó, tổng thể ok, đẹp nha mọi người. Đó, thì căn này thì không lỗi, không lỗi gì hết, đọt ok, hàng nguyên zin. Thì cái này nặng là 290 gram, đọt 1 ly 5, dài 5m4, giá không phải cây số 6, giá là 600k nhé. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người một cây hàng của Sunfish. Đó, ok, của Sunfish. Thì cây này đọt số 2, dài 5m4, fan cũng không lỗi luôn nha mọi người, fan cây này cũng không lỗi luôn, fan hoàn chỉnh, fan Fuji hết, bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji. Thì cây này carbon là carbon sẵn nhá, gốc có xuất sắc nè, nó cạnh có xuất sắc, báo cho mọi người xuất sắc. Đây, ở trên đây ok, lỏng thứ hai ok, vẫn có xuất sắc nhưng mà tương đối được, tất cả các lỏng ok, không lỗi nhá. Thì căn nào lỗi thì shop sẽ báo anh em lỗi. Ok hết, phen bát hoàn chỉnh. Đó, thì cây này đọc số 2, dài 5m4, nặng là 284 gram, đọc 1 ly 4, giá khai kèo số 7, giá là 650k nhé. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của hàng Wincross. Thì cây này bát của nó là bát Fuji F6, cây này đọc số 2, dài 4m5, phen của nó là hoàn chỉnh hết nha, phen hoàn chỉnh, không lỗi. Phôi là phôi carbon. Đó, phôi là phôi carbon. Ok nha mọi người. Đó, phôi carbon. Đây cũng vậy. Đó, carbon đỏ sẵn nè. Đó, thì anh em nào có ISO nói hạ tay lấy cái này về câu. Đó, rất là ok nhé. Đọc của nó đây. Đó, đọc sẵn nha mọi người. Đó, đẹp. Thì cái này nặng là 200 gram, đọc 1 ly 4, giá cũng khai cái số 8, giá là 600 nhé, 600 cộng xếp cái số 8. Tiếp theo cái số 9, thì cái số 9 cái gốc này đây, gốc nó được quấn chỉ nè, mà quấn có không đều nữa đó, rõ ràng bát của nó là bát Fuji.
một cái Sumpen hàng của Gonfilin. Thì cái này đọc số 1 và 5m4 nhé. Coi là coi bóng sẵn đó. Bát của nó là bát Fuji, khoen là phèn Fuji, khoen này hoàn chỉnh hết trơn nha mọi người đó, không lỗi. Phôi của nó là phôi carbon nè, nó đóng bên trong này đẹp nha mọi người đó, rõ ràng đẹp. Đóng hai này cũng đẹp nữa đó, đẹp nhá. Đóng ba trên này cũng gấp ok luôn đó, đây cũng ok luôn đó, đẹp. Đọc đây đó, hàng miễn zin. Đọc số 1, dài 5m4, nặng là 228g, đọc 1 ly. Rồi giá công khai của số 9 và 500 nhé, 500 cộng tiếp cho số 9. Tiếp theo là cho người một cây cần của nội địa, thì cây này chắc của Nissin này. Bát của nó là bát Fuji. Đây, cây này dài 7m2 nhé, dài 7m2. Phen là phen Fuji hết. À, tất cả đều ok, không lỗi. Phôi dạng phôi carbon sẵn nè, đó. Phôi carbon sẵn có xúc xác. Căng dài 7m2. Đó. Tất cả các phen phôi ok chuẩn hết trơn nha mọi người. Đó. Sao thì nói cho mọi người rõ ràng vậy. Đó. Anh em về hạ tay em thay để có ISO rất là êm. Thì cái này dài 7m2, đọc 1 ly, nặng là 363g. Rồi giá công khai cây số mừng, giá 400 nha. Giá 400 cộng xếp cây số mừng. Tiếp theo cây số 11. 11 lên mọi người một cây cần của NFT. Đó, một cây hàng nội địa nè, NFT. Thì cái này dài là 5m3, đọc là đọc số 2. Đó, dài 5m3, đọc số 2. Bá tầm bạc Pupsi. NFT, hàng nội địa nhé, hàng khá đẳng cấp. Phen của nó là phen Fujitsu nha mọi người, phen là phen Fujitsu, tất cả phen đều hoàn chỉnh nhé. Đó, thì anh em nào mua cái này á thì có thể về xả bộ phen, đó, có thể sửa chữa mấy cây khác được. Đó, thì cái này dạng cũng bán nhô, bán dạng thanh lý rồi. Đó, đây, phôi nó có định vị nha mọi người, đó, phôi carbon định vị. Đây, cũng vậy đây, trên đây cũng có định vị nha. Góc này cũng vậy. Bên sẵn có định vị đó. Thì cần thì shop bao lỗi đó. bao lỗi bao dập lóng nha đó. Cần nào lỗi thì báo anh em lỗi đó. Đây định vị của nó đây đó, đọt của nó đây đó. Ok hết nha mọi người. Thì cái này nặng là 200g, đọt là 1 ly 2. Rồi giá công khai số 1 giá là 500 nhé, 500 cộng ship cây số 1 đó, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Tiếp theo cây số 12 lên cho mọi người quẳng một cây của NFT. Thì cây này dài 4m7 nhé, dài 4m7. Cây này rất là nhỏ gọn luôn đó, bát là bát Fuji phôi carbon. Thì cái này đây nó bị gãy là bu nè, nó gãy cây ở ngoài đó, còn cây kim loại nè, đó, vòng kim loại. Thì cái này phôi cũng là phôi carbon sẵn nè, đó. Được cái là cái này rất là nhỏ gọn, bị bể một phen này nữa, đó. Phôi carbon. Nói chung mấy cái này về cho nên nào hạ tay, đó, hạ tay câu rất là ok nha. Hàng NFT nội địa mà, đó, câu yên tâm. Thì cái này nặng là 167g, rất là nhẹ luôn. Đọt 0.8 ly. Rồi giá ống khai cây số 12, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship cây số 12. Tiếp theo cây cuối cùng. Cây cuối cùng đây cho mọi người một cái Seabass, Seabass carbon. Đó, thì cái này dài 3m9. Bass của nó là bass hãng. Phen của nó là phen Fuji nhá, phen Fuji, bộ Fuji. Đó. Phôi là phôi carbon sẵn nè, đó. Phôi carbon sẵn nha mọi người. Sơn chỗ này thì nó có bị rỗ một tí nè, đó. Rồi anh em câu cũng rất là ok nhé, không ảnh hưởng gì. Thôi thì shop đảm bảo với anh em là bao dập bao bể nhé.
Đó, có dập bể thì anh em gửi qua cho shop. Thì cái này nặng là 290 gram, 294 gram, đọt 2 ly 2 ly 3. Rồi giá 2 cây số 13, giá 500 luôn nha mọi người, sale luôn giá 500. Rồi chúng ta tổng cộng 13 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người chốt lại số điện thoại tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người.